Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR hôm nay, ngày 15 tháng 2, Trà Vinh ghi nhận thêm 50 trường hợp dương tính với sars cov 2 Trong đó, quyền Tiểu Cần 21 ca, quyền Cầu Ngang 6 ca, quyền Càng Long 6 ca, thị xã Duân Hải 5 ca, huyện Châu Thành 5 ca, thành phố Trà Vinh 2 ca, quyền Trà Cú 2 ca, quyền Cầu Kè 2 ca, người ngoài tỉnh 1 ca. Trong số này có 50 ca được phát hiện trong cộng đồng, 14 ca đã tiêm 3 mũi vaccine. Tính đến chiều nay, Trà Vinh đã có 38.406 bệnh nhân COVID-19, có 37.788 bệnh nhân được điều trị khỏi. Toàn tỉnh có 258 trường hợp tử vong.